chào tất cả các bạn, mình tên là Đức Trọng, học sinh lớp 10A2, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm thí nghiệm cách xác định trọng tâm G của vật phẳng mỏng nhé. Dụng cụ của thí nghiệm để thực hiện thí nghiệm này gồm có một tấm bìa cứng hình dạng bất kỳ, một cái thước, một cái bút để đánh dấu điểm và một sợi chỉ. Đầu tiên đến với thí nghiệm này, chúng ta sẽ dùng cây kim và đâm một điểm bất kỳ ở trên tấm bìa. Sau đó chúng ta sẽ treo tấm bìa lên. Như các bạn thấy, tấm bìa đã đạt trạng thái cân bằng. Sau đó chúng ta sẽ dùng thước và bút để kẻ một đường thẳng. Rùng với sợi dây. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện lại các bước đó ở điểm khác. Sau khi đã kẻ, chúng ta được hai đường thẳng. Giao điểm của hai đường thẳng này chính là trọng tâm của tấm bìa. Sau đó ta dùng sợi chỉ lúc nãy đâm một lỗ ở trọng tâm và treo vật lên. Như các bạn đã thấy, vật đã ở trạng thái cân bằng. Giải thích cho hiện tượng này, vì mọi vật ở trên trái đất đều chịu tác dụng của trọng lực, mà trọng lực lại có phương thẳng đứng chiều hướng từ trên xuống và có điểm đặt nằm ở trọng tâm của vật, nên khi thực hiện các bước như trên, ta có thể xác định được trọng tâm của vật. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài thực hành của mình.